Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Cổ Long Kiếm của nhà phát hành VTC. Thì đây là một cái tựa game nhập vai em Âu lấy tài tiên hiệp vô cùng hấp dẫn, màn hình ngang với đồ họa 3D vô cùng hấp dẫn cho nhà phát hành VTC game phát hành. Thì đây là một tựa game mobile. Thì đây cũng là một sản phẩm đầu tiên chào sân mới thông qua phiên bản chào năm mới của năm 2022. Tức là phiên bản tựa game kiếm tiến hiệp đầu tiên trong năm 2022 này được phát hành cho nhà phát hành VTC phát hành. Thì sở hữu lối chơi và tính năng quen thuộc có thể loại là MMO RPG vô cùng quen thuộc và đậm chất tiên hiệp. Cổ Long Kiếm Mobile vẫn mang đến cho bạn những nội dung vô cùng hấp dẫn. Về đề tài đầu tiên thì ngoài ra thì bạn còn được ấn tượng mạnh nhờ lượng phúc lợi khổng lồ dành cho các bạn người chơi mà hiếm có tựa game nào sản phẩm sao bì, nhất là hero game các bạn sẽ được nhận ngay là VIP 15. Mặc dù là được nhận ngay VIP 5 nhưng mà tất cả các bạn game thủ khác cũng sẽ được nhận như vậy, nên là nó cũng không khác gì VIP không cho lắm. Nhìn chung thì tựa game này cũng có khá là nhiều các điểm nổi bật. Điểm nổi bật đầu tiên phải kể đến đó chính là đồ họa đủ đẹp nhưng mà chưa có xuất sắc. Thứ hai là đồ họa của Cổ Long Kiếm Mobile thì tuy nó không thuộc hàng xuất phẩm nhưng mà vẫn khắc lên mình một thế giới kỳ hẹp kỳ ảo vô cùng ấn tượng với vô vàn những sinh vật khác nhau và thiên nhiên hùng vĩ sẽ kích thích tới giờ mò khám phá của các bạn là người chơi. Thì bên đó thì hình ảnh mượt mà của các nhân vật không chỉ có động tác thừa khi mà chiến đấu sẽ góp phần tăng độ chân thật và sinh động cho game. Thì không thể không kể đến đó chính là dàn khúc cỡi khá là bắt mắt mà chỉ cần nhìn vào thôi là các bạn ai cũng muốn sẽ sở hữu. Thì đáng tiếc thì trò chơi lại bị phá góc nhìn 2D từ trên xuống, mặc dù có thể xoay 360 độ nhưng mà nó vẫn phá góc nhìn từ trên xuống nha các bạn. Tuy nhiên thì để bù lại thì nhà sản xuất đã tinh tế đầu ra khá là nhiều góc camera cố định đậm chất điện ảnh giúp cho cuộc hành trình của các bạn thêm phần thú vị. Ngoài chiến đấu hết sức mượt mà thì các chiêu thức của nhân vật ở trong game cũng được trang bị những hiệu ứng hoành tráng mang đến những trận đấu vô cùng bùng nổ, vô cùng chất lượng ngay từ những cấp độ đầu tiên. Với lối chơi nhập vai cài cuốc dễ làm quen và nếu bạn thích cái tựa game nhập vai MMO RPG kiểu dễ chơi dễ cài trên ngay trên smartphone của bạn thì Cổ Long Kiếm Mobile VTC Mobile sẽ là một lựa chọn tốt nhất cho bạn ở lúc này. Thì ngược lại thì trò chơi có thể khiến bạn sẽ thất vọng đôi chút nếu bạn mong chờ một trải nghiệm mới mẻ sáng tạo ở phần gameplay để đánh đố người chơi hơn. Theo đó thì gameplay của trò chơi thì vẫn y như các công thức cũ cũng như các tựa game cũ là cài đồ, là luyện cấp, chuyển sinh vô cùng quen thuộc như hầu hết các tựa game hiện nay áp dụng. Thì được biết hiện tại thì tựa game này sẽ mang đến cho các bạn tổng cộng là 5 lát nhân vật bao gồm thần điêu, thần tiêu, đại vũ, phá vân, thiên sư và địa tạng. Thì mỗi nhân vật đều có bộ chiêu thức riêng và phong cách chiến đấu riêng. Game cũng mang đến hàng loạt tính năng gột cho phép bạn mạnh hóa nhân vật của mình. Nổi trội trong đó thì chính là các tính năng như là bét hay là cấm hay là tội kỵ vân vân. Thì với số lượng lên đến hàng chục ngàn mỗi loại cho các bạn khỏi sức tăng lực chiến cũng như là trưng diện. Thật ra thì tựa game khi các bạn đạt số nhiệm vụ nhất định thì nó sẽ có một đoạn cắt cảnh với đề tài phim vô cùng đẹp mắt. Thì đầu tiên thì bạn sẽ được dẫn dắt với chỗ nhiệm vụ chính phụ vô cùng đa dạng. Thì sau khi mở khóa được hầu hết các tính năng hoạt động chính, bạn sẽ tham gia vào các nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ phó bản, nhiệm vụ săn boss, nhiệm vụ BK để nhận được những vật phẩm cũng như là trang bị giúp mình nâng cao cũng như là nhận hóa nhân vật của mình hơn. Thì nếu là một người đam mê BK và các hoạt động cộng đồng thì nhịp độ nhanh và khả năng lên cấp siêu tốc của game cũng là giúp bạn nhanh chóng bắt nhịp chỉ sau 30 phút chơi game. Lúc này bạn hoàn toàn có thể chơi máy để tính năng auto sẽ giúp bạn vượt qua khoảng thời gian đầu tương đối là nhàm chán. Thứ ba đó chính là kho tính năng hoạt động đa dạng ưu đãi các bạn thích cỡ luôn. Sau khi sở hữu lối chơi phổ cập mà Cổ Long Kiếm 2022 đã nhanh trí khỏa lấp sự chống trải trong lòng các bạn game thủ bằng rất là nhiều tính năng cũng như là các hoạt động vô cùng đa dạng khi mà lên ngưỡng cao. Thì trò chơi sẽ đem đến hàng loạt tính năng hấp dẫn như là giao hương thì tự do, tặng vật phẩm cho ông bè tức là giao dịch tự do các bạn, hay là kết hôn, thời trang, vân vân. Và đi kèm với đó là các hoạt động mang tính chất cộng đồng như là thế lực chiến hay là tam giới chiến, ban chiến, môn phái chiến vô cùng máu lửa. Thì các tính năng hỗ trợ trong game cũng được mở rộng hỗ trợ cho các bạn người chơi vô cùng phong phú như là bao gồm như là xây dựng, trao đổi mua bán các trang bị, thậm chí bạn có thể tặng các trang bị cho bạn bè, đặc biệt là hệ thống ban hội hay là huynh hữu trong bang cùng tham gia săn quái thú, xây dựng ban hội, trao đổi mua bán các vật phẩm, tham gia diệt boss cùng nhau diệt được các phần quà có giá trị vô cùng hấp dẫn để nâng cao lực chiến của mình hơn. Thì chưa dừng lại ở đó, thì
Tựa game này còn khá là hay và có các hoạt động giải trí khác như là đổ xì ngầu, ảnh đục tì. Rồi Cargo sẽ mang đến cho các bạn thủ những giây phút giải trí vui vẻ sau những giờ đánh boss đầy căng thẳng. Thì nhờ vào những tính năng trên, game Cổ Long Kiếm Mobile sẽ cho phép bạn được cùng bạn bè thực hiện cái nhiệm vụ thay vì phải đơn hương độc mã chọc quật để hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Thì các hoạt động săn bắt, xây dựng, mua bán dược boss hoàng thiên còn mang đến cho bạn những món quà giá trị cho các bạn. Nhìn chung thì dù vẫn đi theo là cái lối mòn của đa số các tựa game tiên hiệp hiện nay, nhưng mà bản thân trò chơi này thì vẫn thỏa mãn được nhu cầu đại cuốc của số đông các bạn game thủ đam mê thể loại nhập vai, với lối chơi đơn giản, nhịp nhàng và nhanh chóng, và kho tính năng hoạt động vô cùng phong phú để bạn nỗ lực theo đuổi từng ngày. Thì nhìn chung thì tựa game Cổ Long Kiếm của nhà phát hành VTC Mobile cũng có khá là nhiều các ưu điểm, như là lối chơi nhập vai quen thuộc trên thị trường, xây dựng nhân vật đẹp, đồ họa sinh động và bắt mắt, hệ thống map thần binh thú cởi phong phú, nhiều tính năng giải trí hấp dẫn, hoạt động BL và bi phong phú. Nhưng mà sau đó thì tựa game này vẫn có một số khuyết điểm, như là cái lối chơi thiếu sự đột phá, phần đầu tiên còn khá tệ. Hy vọng thì tựa game này sẽ được khắc phục những khuyết điểm đó trong thời gian tới để tựa game này có thể hoàn hảo hơn. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các chiếc code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhận code cho nào cho biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe hồi nhé. Ok, thì đầu tiên để nhận code thì các bạn cần nhấn vào phút lại, nhấn vào đổi quà và tiến hành nhận code. Thứ nhất như sau, cấp 4, đây là code thứ nhất nha bạn. Cấp 4 là code thứ nhất, sau đó các bạn nhấn vào đổi. Đây là code thứ nhất, cấp 4. Để nhận quà thì các bạn tiến hành vào hòm thư để nhận quà. Đây là cái hòm thư, bạn nhấn vào thư. Thì với code này sẽ nhận được các phần quà như sau. Thứ nhất đó là cái phần, đây là cái phần quà của cái code nha các bạn, chiêu nguyên bảo hay là các phần quà khác vân vân, mình sẽ cùng nhấn nhận đó. 500 quà sẽ sử dụng quà. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái gift code thứ hai. Các cũng vậy, các bạn trở về em, các bạn nhấn vào phần phúc lợi, nhấn vào đổi quà và tiến hành nhập gift code. Thì cái gift code thứ nhất, gift code thứ hai như sau. Tu luyện đây bạn, tu luyện là gift code thứ hai. Đây có thứ hai, gift code là tu luyện, đó bạn nhấn vào đổi. Thì đến qua thì các bạn cũng trở về tựa game, trở về màn hình chính của game, sau đó bạn nhấn vào hòm thư. Thì có thứ hai, đây là cái phần quà có thứ hai nha bạn. Đây là cái quà có tu luyện, bây giờ mình sẽ nhận đó. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ ba. Giờ cái gift code thứ ba như sau, các bạn cũng nhấn vào hút lại, nhấn vào đổi quà. Gift code thứ ba là Q20. Đây là code thứ ba, gift code là Q20. Q20 là gift code thứ ba nha bạn. Q20. Mình sẽ để yên màn hình một chút cho các bạn xem gift code. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đổi nó. Thì hôm qua bạn cũng vậy, các bạn trở về màn hình chính game, bạn vào thư. Thì đây là các phần quà có thứ ba, Q20. Bây giờ mình sẽ nhận đó. Gift code thứ tư như sau. Bạn cũng nhấn vào đổi quà, nhấn vào phúc lợi, nhấn vào đổi quà. Chí tôn. Đây có thứ tư, chí tôn nha các bạn. Chí tôn là có thứ tư, sau đó bạn nhấn vào đổi. Thì hôm qua các bạn cũng nhấn vào hòm thư. Đây hầm hư. Thì code đây có thứ tư, nhận được danh hiệu nè, vàng, lĩnh vực nhân dân. Đây các phần quà có thứ tư nha các bạn. Mình sẽ nhận đó. Nhận được danh hiệu mãi bên nhau bạn nhé. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Thì tổng cộng là có 4 gift code. Khi nào có những gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Ok, giờ thì mình sẽ mở code ở trên màn hình. Tổng cộng là có 4 gift code. Thì khi nào có những gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập gift code thành công và chơi game vui vẻ. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.